Hi, xin chào mọi người. Như đã chia sẻ ở clip trước, hôm nay thì Phương xin gửi đến quý vị bài tập Tabata cơ bản số 1. Đây là một bài tập Tabata cơ bản, cho nên động tác rất là dễ, rất là nhẹ. Chúng ta sẽ tập 20 giây và nghỉ 10 giây. Các bạn nên nhớ nha, tập 20 giây và được nghỉ 10 giây. Chúng ta cùng tập nha. Nào, bắt đầu thôi. Mọi người xem trước động tác thứ nhất nha. 3, 2, 1, đi. Đi. Nhớ vươn tay cao lên nha mọi người. Hóc bụng lại. Vươn tay mạnh lên nha. 3, 2, 1, stop. Rồi, chúng ta nghỉ 10 giây. Và tranh thủ nhìn động tác kế tiếp. 3, 2, 1, đi. Mừng nắng mai đàn tươi. Nhớ ai có thể thì nhóm chân lên, nếu chưa vững thì có thể đứng bằng chân được nha. Nhớ ngồi sau, lùi mông ra phía sau nha mọi người. 3, 2, 1, stop. Nghỉ 10 giây nữa, tranh thủ để ý được tiếp kế tiếp. 3, 2, 1, đi. Quay hết không qua từng bên nha, hết bên phải tới bên trái. Nhớ là hóp bụng lại cho cơ bụng chúng ta được tập luôn. 3, 2, 1, stop. 10 giây nữa, được nghỉ. Ba, hai, một, đi. Ba, hai, một, stop. Nghỉ 10 giây tiếp. Để làm ra cái tiếp nha. 3, 2, 1, đi. Nhớ là cố chạm tay, cố gắng nâng cao gối lên nha. Chạy càng nhanh càng tốt. Dưới ánh nắng sương băng mai ngàn nụ hồng cùng đùa vui một ngày. 3, 2, 1, stop. 10 giây nữa. Để hiểu cái tiếp nè. 3, 2, 1, đi. Cái thứ hai, nhấn sâu nha. Ráng nghiêng về hết một bên. Và cùng nhau xa la 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 la, cất tiếng hát lên giữa trời xanh. 3, 2, 1, stop. Được nghỉ 10 giây nữa. Động tác kế tiếp, cố lên. 3, 2, 1, đi. Người ráng để tay này là chạm chân kia. Đá càng cao càng tốt. Nếu không đá cao được thì chúng ta đá thấp cũng được. Nhưng ráng để tay tay chạm vào chân nha mọi người. 3, 2, 1, stop. Rồi, cố lên. Một lần nữa thôi. 3, 2, 1, đi. Ráng thẳng tay, vươn tay lên cao. Hai chân khép và thật sát, mở ra thật rộng. Ba, hai, một, stop. Vâng, chúng ta đã hoàn thành xong 4 phút tập thể dục. Nếu các bạn còn thấy còn thêm sức khỏe nữa thì chúng ta có thể tập lần 2, lần 3. Nếu các bạn còn thấy bài này còn quá nhẹ thì xin mời các bạn sẽ tập tiếp bài số 2. Nó sẽ nặng một chút xíu. Rất mong mọi người sẽ cùng chia sẻ bài số 2 này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.